đâu mấy coi. Cô bảy không? Hả? À. Ừ, nhớ nha. Nhớ nha. Em con nữa. Chớp rồi. Trời nó chớp rồi. Chụp hình. Trời mưa rồi. Chắc không sao vậy. Mà chắc mưa rồi, không được là thôi. Chua lắm. Ủa này đâu hột hả chị? Đâu hột hả? Có hột chứ. Trời ơi ăn nhăn mặt kìa. Chú Trâm cho ăn nhăn mặt luôn. Chưa chín rồi. Chưa chín là nó chua lắm. Chừng nào nó chín đỏ đậm thì nó mới ngọt. Dạ. Nghe do nha. Vậy là mời bánh xèo hả chị? Mời bánh xèo hả? Ờ, mời bánh xèo kìa. Mời chị đổ bánh xèo. Đó chị làm cái bánh ấy á. Hả? Bánh lá mít á. Bánh bánh nó đơn giản, nó dễ, nó nhẹ nhỏ, nó có tiền nó ăn. Thì cái đó ngon lắm á. Với bánh lá mơ mình trộn lên mình ấy đó. Chị làm móng thằng móng. Làm nó sể, chị làm có sể đâu, không đâu làm chết luôn. Kêu thêm người nó phụ. Không lỗ đâu, nó không lỗ rồi. Chưa chín mà con. Bơi chưa vậy bắt chơi bơi. Chưa chín ăn té đáy đó. Thôi để nghe coi, chưa chín rồi. Chín là ăn vô té đáy đó.